Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên sóng FPNC với tiến sĩ Phạm Thị Việt Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Dược Hậu Giang. Xin chào chị Nga trở lại. Vâng. Yeah. Thưa chị là theo đánh giá của chị đó, những cái thời điểm nào là cái bước ngoặt quan trọng, sự thay đổi quan trọng đối với là cái Công ty Dược Hậu Giang ạ? Thưa anh, Dược Hậu Giang á, thì nếu mà nói một cái kể là một cái quá trình thì dài lắm. Yeah. Tại vì nó đã được thành lập 37 năm rồi. Tức là nó thành lập trước miền Nam giải phóng, tức là nó được thành lập từ trong chiến khu. Yeah. Cho nên nó có những cái bước ngoặt, nhưng mà mình có thể vắn tắt là có hai cái chặng đường. Năm 88 lúc mà chuẩn bị nhà nước đổi mới đó thì là năm mà Dược Hậu Giang đứng bên bờ phá sản. 88 nó cũng có cái lý do là đây là một xí nghiệp tỉnh. Yeah. Cho nên được cái viện trợ của trung ương thì ít. Yeah. Nhưng mà lại phải đương đầu với rất là nhiều cái khó khăn về cơm áo gạo tiền. Nhưng mà hồi đó cái tên nó không phải là Dược Hậu Giang đó là chị? Xí nghiệp Dược 2 tháng 9. 2 tháng 9 dạ. Yeah. Đó, rồi đó là một bước ngoặt, nhưng mà bước ngoặt đó phải nói là bước ngoặt đau buồn. Đứng bên bờ phá sản, nhưng mà sau đó thì nó được vực dậy. Và đến năm 1996 thì lần đầu tiên đạt doanh thu là 100 tỷ và năm đó thì được phong danh hiệu anh hùng. Thế chị là chị nói năm 88 nó đứng trên bờ vực phá sản và sau đó được vực dậy, thì theo đánh giá của chị những yếu tố nào nó vực dậy được? Có lẽ cũng là yếu tố con người. Yeah. Những con người của Dược Hậu Giang do mặc dù nằm trong cái cơ chế bao cấp nhưng mà không được cái hưởng cái cơ chế này. Thế nhiều. Chị lúc đó chị làm giám đốc chưa? Tôi về bắt đầu từ năm 88. Năm 88, cho nên là từ năm 88 thì khi mà chuyển đổi đó thì khi mà bắt đầu chuyển đổi cái cơ chế thị trường đó thì Dược Hậu Giang theo cái cơ chế thị trường, và những con người ở tại Dược Hậu Giang thì họ cũng bắt đầu cảm nhận được rằng họ chỉ có theo cái cơ chế đó. Tức là lúc đó chị về làm giám đốc ngay cái thời điểm đó luôn? Tôi về làm giám đốc năm 88 thì tới năm 92 thì công ty mới vượt qua được. Đến năm 96 thì bắt đầu vững vàng, thì có thể đến năm 96 là bắt đầu dẫn đầu đó, dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam là với doanh thu là 100 tỷ và được phong anh hùng. Nhưng là cả công ty được phong anh hùng. Cả công ty được phong anh hùng. Nhưng mà có lẽ là cái thời điểm mà có thể nói là bước lên một cái bước ngoặt lớn nhất là thời điểm cổ phần hóa. Yeah. Khi mà cổ phần hóa, tức là cách đây khoảng 5 năm, yeah, hơn 5 năm, thì một cái thay đổi toàn bộ từ cái cách nghĩ, cách làm và đời sống của cán bộ công viên. Yeah. Thế chị là có phải là do cái khi mà chị cổ phần hóa, chị bước từng bước là từ là bao cấp mình sang là cái đổi mới cơ chế, sau đó mình bước qua cổ phần hóa, thì chị đánh giá là cái yếu tố mà chính nó nằm đằng sau sự thành công này, cái động lực của nó theo tôi hiểu là có phải vì vấn đề sở hữu không chị? Thực ra đó, ngay cả Dược Hậu Giang khi cổ phần hóa là không theo cái yêu cầu của nhà nước. Yeah. Mà chúng tôi phải làm đơn. Yeah. Làm đơn lên Liên đoàn Lao động. Yeah. Rồi làm đơn lên ủy ban để xin được cổ phần hóa. Bởi vì lúc đó nó cái bức xúc về vấn đề mà cơ chế quản lý, tức là người là cái cơ chế từ cái thôi thì bao cấp thì thôi mình không nói. Yeah. Nhưng qua cơ chế thị trường, nhưng là doanh nghiệp nhà nước, cho nên từ cái đồng lương, từ cái chi phí, hoặc là từ tất cả những cái gì mình không tự chủ được, một cái giá thành mình cũng phải chờ nhà nước cho mình tính cái giá này như thế nào. Yeah. Rồi mình mang lại, rồi chỉ tiêu kế hoạch, tất cả những cái đó nó làm cho mình không tự chủ được. Và đặc biệt là đời sống người lao động, thì cái sự cạnh tranh trong cái thu hút chất xám là cái khó khăn nhất. Thì lúc đó chúng tôi xin được cổ phần hóa để cho người lao động họ cảm nhận rằng họ làm chủ. Chứ mặc dù hồi đó mình nói doanh nghiệp nhà nước là họ làm chủ, nhưng mà họ rất là trừu tượng. Yeah. Cho nên chúng tôi quyết định là xin cổ phần hóa. Và rõ ràng khi mà cho đến bây giờ thì tôi cảm nhận rằng cái quyết định đó của mình không sai. Yeah. Thế chị cổ phần hóa như vậy thì khi trong quá trình đó chị có mất mát con người không? Khi chúng tôi cổ phần hóa thì mất mát thì ít thôi. Yeah. Tại vì có một số anh chị thì lớn tuổi, họ xin được hưởng các cái chính sách của nhà nước trước khi cổ phần hóa. Chứ còn nếu mà nói hồi trước khi mà nhà nước á, thì chúng tôi cũng không có con người gì lớn để mà mất mát. Yeah. Chưa thu hút được nhiều một cái lực lượng trẻ, lực lượng có trình độ, tại vì nó là ở tỉnh mà. Yeah. Mà lúc đó thì lại cầu Cần Thơ chưa có. Yeah, cho nên là hầu như là cũng ít ai chịu về. Thậm chí người Cần Thơ mà học xong Đại học Dược thì cũng không chịu về Cần Thơ. Cho nên là chúng tôi không mất mát nhiều. Chị nhắc tới cầu Cần Thơ thì tôi lại muốn có một câu hỏi là, và chị cũng nói là chị lần đầu mà chị lên qua đi hai cái phà,
một cái phà Mỹ Thuận và một cái phà Cần Thơ để lên Sài Gòn. Thì nếu xét về mặt mà thương mại đó và cơ sở cái là hạ tầng infrastructure đó, thì bây giờ mình có cái cầu Mỹ Thuận, sau đó mình có cái cầu Cần Thơ, và theo chị quan sát thì hai cái phương cái cơ sở hạ tầng này có đóng góp vào một chút nào đối với cái sự hiệu quả của công ty chị không? Nhiều lắm chứ anh. Yeah. Nhiều lắm, mà tôi nghĩ là không phải được Hậu Giang mà các doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đều được hưởng. Yeah. Tôi thí dụ như là nếu ngày xưa đó một cái công ty nước ngoài nó muốn tìm đến Dược Hậu Giang để làm việc, có khi từ sáng nó đi đến tới Dược Hậu Giang tới chiều nó mệt rồi. Rồi nó khi nó nghĩ tới chuyện là thôi làm ăn với chỗ này đi không là đã mệt rồi thì làm sao làm ăn được. Còn bây giờ thì do điều kiện thuận lợi như thế cho nên là có khi sáng đi thì trưa nó tới làm việc mình, xong chiều nó trở về Sài Gòn. Cho nên là cái việc đầu tiên là mình thu hút được những cái đối tác, những nhà đầu tư nước ngoài và những cái tập đoàn dược phẩm, người ta cũng sẵn sàng đến với mình để trao đổi hoặc là để chia sẻ kinh nghiệm. Còn hồi xưa thì chỉ có mình đi lên họ thôi. Yeah. Cho nên là đó là cái đầu tiên. Là cơ sở sản xuất của chị hiện nay đều nằm ở Cần Thơ ấy hả? À, nằm ở Cần Thơ. Nhưng mà chị chở vận chuyển cái thuốc á, là cái sản phẩm của chị á, thì bằng xe. Xe, rồi gần đây thì chúng tôi đi thêm một cái phương tiện nữa là tàu hỏa. Tại vì hàng hóa của Dược Hậu Giang bây giờ thì bán cả nước từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau. À, bán cả nước. Mình có xuất khẩu không chị? À, xuất khẩu năm rồi thì cũng gần 1 triệu đô. À, 1 triệu đô cũng khá. Nhưng mà thị trường của chị là xuất khẩu nào, ở đâu? Đầu tiên thì xuất khẩu ở Moldova. Moldova đi... là một cái nước mà trước kia nằm trong Liên bang Nga đó. Dạ, đúng rồi. Rồi Ukraine. Nhưng hiện giờ thì chúng tôi có thêm khách hàng ở Singapore, ở Philippines, ở Myanmar. Nhưng mà những loại thuốc mà chị xuất qua mấy nước đó là thuốc gì? Đầu thuốc mà xuất nhiều nhất thì là những thuốc dược liệu của Việt Nam. Thí dụ như đặc biệt là cái sản phẩm gan mà Coliver mà đi từ cái cao Artiso đó. Thì đó là sản phẩm mà có thể nói là đi ra thị trường thuận lợi nhất. Tại vì cái cao Artiso thì thế giới biết mà lại người ta trồng ít. Còn Việt Nam mình thì thuận lợi là có Đà Lạt trồng tốt. Thế chị là có cái sản phẩm nào mà nó mang tên Dược Hậu Giang không chị? Có anh. Thí dụ như là chúng tôi gần đây thì cũng bắt đầu xuất được cái dạng thuốc cảm. Thí dụ như là Habacol là cái thuốc cảm mà của chúng tôi đó. Dạ. Thì bắt đầu một số nước như là Ukraine rồi họ bắt đầu họ chấp nhận. Dạ. Thì họ đã sử dụng. Dạ. Thế chị là chị lên cái mã chứng khoán của chị niêm yết á, là niêm yết là khoảng năm nào chị? À, tôi nghĩ chắc là cách đây năm cũng khoảng 2007. Dạ. Như vậy thì cái năm mà cuối cùng mà nhà nước cho miễn thuế. Dạ. Như vậy thì cái từ lúc mà mình có cái mã này thì cái chứng khoán của chị, cái cổ phiếu của chị nó lên hay nó xuống chị, hiện nay là nó ở vị trí nào? Chúng tôi là từ khi mà bắt đầu gõ cái cản đầu tiên, cái chuông đầu tiên đó, cho tới bây giờ thì mã cổ phiếu Dược Hậu Giang là hầu hết là lên. Dĩ nhiên có một vài phiên nó xuống xong rồi nó lên, nhưng mà cái xuống thì nó ít. Mà nó lên hoặc là nó đứng ở một vị trí thì nhiều. Có khi bây giờ thì nó thay đổi là do mình lại làm cái cổ phiếu thưởng. Tăng vốn lên. Thì nó lại giảm xuống. Chứ còn nếu mà tự nó giảm bằng giá trị thì chưa có. Thưa chị, là người ta có những cái đợt nào mà họ bán cổ phiếu, bán tháo cổ phiếu DHC không chị? À không, từ đó giờ. Bởi vì trong những năm qua mà khi mà đại hội cổ đông đó thì Dược Hậu Giang mới phát hiện rằng đa số những nhà đầu tư của Dược Hậu Giang là chiếm từ 5-6% là nước ngoài. Và họ đầu tư, có thể nói có những người mà từ ngày Dược Hậu Giang bắt đầu mà bán cổ phiếu đó thì họ là nhà đầu tư chiến lược, cho tới bây giờ thì vẫn giữ chứ chưa không có bán. Như vậy thì cái cổ tức hàng năm á, thì ví dụ năm rồi cổ tức là bao nhiêu phần trăm? Năm rồi nói chung là từ hồi bắt đầu giờ thì đa số là giữ ở mức 25%. 25%. Dạ, 25%, kể cả bây giờ sau khi mình thưởng xong thì một cổ phiếu cũ thì có thể là được gần 3 cổ phiếu vậy đó, thì vẫn 25% của cái 3 cổ phiếu mới. Vâng, vậy có lời hơn là tỷ lệ lạm phát nhiều. Dạ, đúng rồi, là nhiều. Dạ, như vậy thì rất là chúc mừng chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp trên sóng FBNC với tiến sĩ Phạm Thị Việt Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty Dược Hậu Giang. Xin quý vị nán lại với chúng tôi thêm vài phút nữa, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.